Trong suốt 13 năm qua, INVI cùng các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức phi chính phủ về bảo vệ gấu đã không ngừng nỗ lực nhằm từng bước chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam. Hơn lúc nào hết, cộng đồng cũng đang chung tay, đồng hành cùng với các nỗ lực chung để đem đến cho gấu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Trong những năm gần đây, có một tín hiệu rất tích cực, đó là nhiều chủ gấu đã tự nguyện làm đơn chuyển giao gấu lại cho nhà nước. Hiện nay, số lượng gấu bị nuôi nhốt đã giảm còn chưa đến 800 cá thể, cùng với 2-3 tỉnh thành không còn gấu nuôi nhốt trên khắp cả nước. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy Việt Nam sẽ sớm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu trong một tương lai không xa. Không chỉ bản thân tôi mà tất cả các đồng nghiệp của chúng tôi đều nỗ lực từng ngày để mà tuyên truyền vận động các cái chủ nuôi gấu từ miền giao nộp về cho nhà nước. Và tôi thấy cái việc làm đó có ý nghĩa rất to lớn. Chúng ta đưa những cá thể gấu ở một cái môi trường sống không tốt về cái nơi cụ hồ có điều kiện tốt hơn để mà chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu. Sau khi mình đi tham quan ở đây và sau khi mình nhìn thấy cái thực trạng thực tế ở đây thì tôi thấy là nếu giả sử rằng một cái gia đình nào đó hiện đang nuôi một cá thể gấu nào đó, một phòng một số cá thể gấu nào đó, mà xét thấy cái điều kiện hoàn cảnh của mình mà nó không tạo điều kiện để cá thể gấu đó tồn tại phát triển tốt hơn, thì theo tôi nên bàn giao để rồi mình có được một cái tương lai tốt đẹp hơn cho đàn gấu. Việt Nam đã có những trung tâm cứu hộ đủ điều kiện và có khả năng tiếp nhận các cá thể gấu được chuyển giao. Đặc biệt, có thể kể đến 3 trung tâm cứu hộ chuyên biệt dành cho gấu với đầy đủ cơ sở vật chất và kỹ thuật để cho gấu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi mà cứu hộ các cá thể gấu này, các bạn đều trong một tình trạng là bị nuôi nhốt quá lâu như thế, tình trạng sức khỏe không được đảm bảo. Với nhiều năm dài bị hút mật thì sức khỏe suy giảm, các cái cơ quan nội tạng và đặc biệt như là gan và mật thì đã bị suy yếu rất là nhiều. Vì vậy khi mà đến với trung tâm bảo tồn gấu Ninh Bình với những khu chơi, khu sân chơi bản hoang dã như vậy thì giúp mà gấu thứ nhất là lấy lại được những cái bản năng hoang dã, có lại được cái khẩu phần ăn phù hợp với loài gấu tự nhiên, cũng như là các bài tập để giúp gấu là nâng cao thêm sức khỏe và có lại được cái bản năng tự nhiên của mình. Một thứ đơn của gấu ở đây hoàn toàn sử dụng là rau củ quả và các cái món cũng như một phần đáp ứng một phần cái phần protein và những cái thức ăn khô. Một ngày tiêu biểu của chú thì sáng vào buổi sáng tầm 7 giờ 7 rưỡi thì vào chuẩn bị thức ăn cho động vật và đồng thời quét dọn là kiểm tra các hàng rào xung quanh xem có cái vấn đề gì xảy ra không. Sau đó là mình làm giàu môi trường sống cho các những cá thể gấu. Hoạt động làm giàu là hoạt động khiến cho gấu có thể là củng cố cũng như là tìm lại được những cái bản năng tự nhiên. Làm những hoạt động này thì là giúp gấu để có thể tìm kiếm, leo trèo, vận động, làm sao để có thể tăng cường cũng như lấy lại được những cái bản năng thông thường mà loài gấu cần có ở ngoài tự nhiên. Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam được vận hành và tài trợ bởi Tổ chức Động vật Châu Á đã được thành lập để tiếp nhận và chăm sóc các cá thể gấu đến từ những trang trại trên khắp Việt Nam. Trung tâm đã hoạt động khoảng 10 năm và hiện đang chăm sóc 173 cá thể gấu. Các điều kiện ở trung tâm tốt hơn nhiều so với điều kiện của gấu tại các trang trại. Chúng tôi đã thiết kế các khu bán hoang dã một cách rộng rãi và mô phỏng tốt nhất điều kiện sống của gấu trong tự nhiên. Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc thú y đẳng cấp thế giới, cũng như có các chuyên gia về hành vi động vật và những người chăm sóc gấu có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi đảm bảo rằng những chú gấu có được mọi thứ tốt nhất và chân thực nhất, cho dù đó là những thức ăn ngon hay là các cách kích thích bản năng tự nhiên, cách làm giàu môi trường. Đây là sự khác biệt của trung tâm cứu hộ với một cơ sở nuôi nhốt gấu. Các cá thể gấu thấy hạnh phúc nhất thường là sau những bữa kiếm ăn. Gấu là có những chú là nằm ở bãi cỏ để chơi đùa, gặm nhấm những cái mẩu ăn còn sót lại. Có những chú thì nằm trên những cái sàn vãn ở bên ngoài, nằm nghỉ ngơi rất là thoải mái. Có những chú thì nằm trong những cái võng sắt ở trong nhà gấu. Và vui hơn nữa là có những cặp gấu rất là thân thiện và chơi đùa với nhau rất là hạnh phúc. Thực tế là tôi đã nhìn thấy, tôi tin chắc rằng là
hai bạn gấu này nó sẽ được sống trong một môi trường tốt hơn, vì nó đang sống trong điều kiện nuôi nhốt, bây giờ chuyển sang nuôi sống trong cái môi trường bán hoang dã và hoang dã thì và được chăm sóc với chuyên môn tốt hơn. Theo cá nhân tôi thì đấy là việc làm nó phù hợp với pháp luật và nó tốt hơn và phù hợp với xu thế của thế giới. Đối với các chủ nuôi gấu thì chúng tôi có rất nhiều thông điệp. Đầu tiên thì về cái việc mà nuôi gấu để mà chiết xuất mật thì chúng tôi có một cái thông điệp rằng là cái mật gấu không phải là thần dược. Tôi muốn chia sẻ rằng với việc vận động này chúng ta cần nhẫn nại và kiên trì. Chúng ta không nên bỏ cuộc giữa chừng, mà chúng ta bằng những cái công việc hàng ngày chúng ta nên tiếp tục và xác định đó, đây là một cái việc làm lâu dài chứ không phải là ngày một ngày hai mà thành công. Chúng tôi đã nỗ lực để chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật trong suốt 13 năm qua. Invi cùng các đối tác cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tăng cường kiểm tra, giám sát và khuyến khích chủ gấu tự nguyện chuyển giao gấu cho nhà nước, hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn cho loài gấu ở Việt Nam.